cũng liên quan đến thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu người dân phải ra trạm y tế để test và xin giấy xác nhận F0, khiến cho các trạm y tế quá tải. Vì thế mà mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo việc xác nhận F0 hay hết thời gian cách ly, người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp, nghĩa là thực hiện online đều được. Vậy bắt Covid-19 thì người dân xin chứng nhận F0 qua online như thế nào? Câu hỏi này đang được nhiều người quan tâm. Ghi nhận tại trạm y tế phường Cầu Diễn, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội, khi một người tự test dương tính sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để test lại bằng PCR hoặc test nhanh. Nếu có phiếu xác nhận dương tính của cơ sở y tế sẽ được phường công nhận. Bên cạnh đó, những người không ra cơ sở y tế để test, nhân viên y tế tại trạm y tế phường Cầu Diễn sẽ yêu cầu người dân quay lại toàn bộ quá trình test lấy mẫu, sau đó gửi zalo lô để nhân viên y tế giám sát. Việc quay video phải đảm bảo đúng thủ tục và yêu cầu thì mới được công nhận. Nếu đạt yêu cầu, sẽ được gửi một mã quét khai báo để được công nhận là F0. Người dân khai báo đầy đủ, tổ dân phố của phường phải ký xác nhận một bên là người dân của tổ mình, sau đó trạm trưởng trạm y tế sẽ ký xác nhận lại. Tiếp đến, phường sẽ ra quyết định cách ly. Sau khi có quyết định của phường sẽ được nhân viên y tế chụp và gửi lên nhóm Zalo cho các F0. Khi F0 khỏi bệnh muốn lấy bản cứng thì sẽ đến gặp y tế phường. Hầu hết các quy trình đều được thực hiện qua online. Trước đó như bản tin chào buổi tối chúng tôi đã đưa tin số ca F0 ở Hà Nội liên tục gia tăng những ngày vừa qua, nhưng việc mà công nhận F0 thì mỗi nơi mỗi kiểu và nhiều chỗ thì gây khó khăn cho người dân. Kinh nhận thực tế, tại một số trạm y tế phường có những quy định riêng về việc xác nhận F0. Có nơi hướng dẫn người dân ra trạm y tế, test nhanh Covid-19 và làm hồ sơ, gây nên tình trạng xếp hàng, chờ lấy mẫu xét nghiệm và quá tải tại trạm y tế.